Rồi, thầy xin chào các em ha. Thì hôm nay thầy sẽ sửa cái đề đoạn thi điểm trong cái bộ đề ôn thi học kỳ 1 lớp 9 ha. Rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Đầu tiên ta sẽ bắt đầu với câu 1 ha. Rồi. Rồi, câu 1 của mình sẽ là một câu thực hiện phép tính ha, gồm hai ý A, B. Ý A của mình ha, ý A của mình có đề như sau: là căn 20 trừ căn của 21 trừ 4 căn 5. Rồi. Thì cái câu này mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật là khai căn ha. Khai căn cái căn 21 trừ 4 căn 5 này. Thì mình có thể dùng Casio cũng được hoặc mình làm tay cũng được. Ha. Thì bây giờ mình để nhanh mình dùng Casio luôn. Thì mình thấy cái căn của 21 trừ 4 căn 5 đó, nó chính là căn của căn 20 trừ 1 bình phương ha. Rồi. Thì tới đây mình sẽ sử dụng một cái hàm đẳng thức, đó là căn của A bình sẽ bằng trị A. Và nó sẽ bằng A nếu A không âm. Và nó bằng trừ A nếu A âm ha. Rồi, thì tới đây mình sẽ thấy là gì? Căn 20 trừ 1 của mình á, căn 20 trừ 1 của mình là một số không âm ha. Cho nên mình căn của A bình lúc này là căn của 20 trừ 1. Tất cả bình á, nó sẽ bằng bằng căn 20 trừ 1 luôn. Bằng căn 20 trừ 1 luôn. Thì sẽ là trừ căn 20 trừ 1 và nó sẽ bằng 1 ha. Rồi, vậy đáp án câu này là 1. Ý B. Ý B có đề là 3 căn 3 cộng 8 chia 7 trừ 2 căn 3 cộng cho 1 phần 2 cộng căn 3. Rồi, thì ý này mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật là gì? Trục căn ở mẫu. Trục căn ở mẫu ha. Thì phân thức thứ nhất ha, mình sẽ nhân cả tử cả mẫu cho 7 cộng 2 căn 3 ha. Rồi. Phương thức thứ hai thì mình nhân cả tử cả mẫu cho 2 trừ căn 3. Rồi, tới đây thì mình sẽ thu gọn ha. Cái mẫu thì nó sẽ có dạng là A trừ B. Hai cái mẫu của hai cái phân thức đó, có dạng là A trừ B nhưng A cộng B. Chính là hàm đẳng thức A bình trừ B bình. Rồi, vậy cái mẫu phân thức thứ nhất nó chính là 7 bình trừ cho 2 căn 3 bình. Thì nó sẽ là 37. Cái mẫu của phân thức số 2 á, nó sẽ là 4 trừ cho căn 3 bình là 4 trừ 3 nó sẽ bằng 1. Rồi, tới cái tử của phân thức thứ nhất. Cái tử của phân thức thứ nhất thì mình có thể mình nhân phân phối rồi mình thu gọn lại. Mình nhân phân phối rồi mình thu gọn lại. Thì sau khi mình nhân phân phối mình thu gọn thì nó sẽ là 74 cộng 37 căn 3. Rồi, còn cái tử của phân thức số 2 thì không có gì thu gọn, mình giữ nguyên. Rồi, tới đây mình thu gọn phân thức thứ nhất. Mình sẽ được là mình thấy 74 nè. Với 37 là nó chia hết cho 37 ha. Rồi 74 chia 37 chính là 2. 37 chia 37 là 1, vậy là 2 cộng căn 3. Rồi còn cái phân thức số 2 thì 2 trừ căn 3 phần 1 chính là 2 trừ căn 3. Rồi vậy đáp số chính là 4. Đáp số chính là 4. Rồi vậy mình đã xong hai ý của cái câu. Cái bài đầu tiên, bài thực hiện phép tính ha. Rồi tiếp theo mình đến với bài số 2. Bài số 2 có đề là giải phương trình. Giải phương trình cũng gồm hai ý A, B. Ý A của mình chính là phương trình căn x bình trừ 4x cộng 4 bằng 3. Rồi thì phương trình đang có dạng là căn A bằng B ha. Thì để giải phương trình này nó sẽ tương đương với hai điều kiện sau. Thứ nhất là B phải lớn bằng 0.
thứ hai là a sẽ bằng b bình, a sẽ bằng b bình. Rồi nhưng mà ở đây mình thấy ba nó đã lớn bằng không rồi, ba nó đã lớn bằng không rồi, cho nên là mình không cần đặt cái điều kiện b lớn bằng không nữa, mà mình chỉ cần tương đương a bằng b bình thôi ha. Vậy tương đương phương trình này chính là x bình trừ 4x cộng 4 nó bằng 9. Sau đó mình chuyển vế thu gọn, mình sẽ có là x bình trừ 4x trừ 5 bằng 0. Rồi thì mình tách cái đa thức x bình trừ 4x trừ 5 này thành hai cái nhân tử ha. Đó là x trừ 5 với là x cộng 1 ha. Là bằng 0. Thì đây là phương trình dạng a nhân b bằng 0. Thì sẽ tương đương là a bằng 0 hoặc là b bằng 0. Rồi vậy đây mình tương đương là gì? X trừ 5 bằng 0 hoặc x cộng 1 bằng 0. Vì x bằng 5 hoặc là x bằng 1, x bằng trừ 1. Rồi tới đây mình nhớ kết luận tập nghiệm ha. Kết luận tập nghiệm. Tập nghiệm ký hiệu là S sẽ gồm hai phần tử trừ 1 và 5. Rồi. Tiếp theo ý B. Ý B của mình sẽ là cũng là một phương trình chứa căn 2 ha. Đó là căn của 4x bình trừ 4 cộng căn của 9x bình trừ 9 bằng 10 căn 2. Rồi ở đây mình để ý ở cái phương trình này một chút nè. Ở cái căn thứ nhất á, nếu mình rút 4 làm nhân tử chung ha, mình sẽ có là 4 nhân x bình trừ 1. Ở cái căn thứ hai thì mình rút 9 làm nhân tử chung, sẽ có x 9 nhân x bình trừ 1 luôn. Và 4 với 9 là mình đưa ra ngoài căn được ha, chính là 2 với lại 3. Rồi tới đây mình thấy nó có cùng căn rồi nè. Cùng một loại căn này mình thu gọn. Chính là 5 căn x bình trừ 1 bằng 10 căn 2. Rồi, tới đây mình giãn ước cả hai vế cho 5 luôn, vậy là căn của x bình trừ 1 chính là 2 căn 2 ha. Rồi thì đây mình nó đưa về đúng dạng là phương trình căn A bằng B rồi. Thì như đã nói trên, nó sẽ tương đương là điều kiện B lớn bằng 0 kết hợp với phương trình A bình A bằng B bình. Nhưng mà một lần nữa mình thấy là 2 căn 2 nè. 2 căn 2 đó là một số gì? Một số lớn bằng 0 rồi. Cho mình cũng ở trường hợp này mình cũng không cần đặt điều kiện B lớn bằng 0. À, mình chỉ cần tương đương là A bằng B bình. Vậy đây mình tương đương là x bình trừ 1 là nó bằng 8. 2 căn 2 bình lên là 8 thôi. Rồi mình chuyển vế thu gọn thì mình sẽ có x bình bằng 9. Ở khi đó x sẽ có hai trường hợp là x bằng 3 hoặc là x bằng trừ 3. Rồi. Rồi vậy tập nghiệm S của mình, nhớ kết luận tập nghiệm ha. Nghiệm S sẽ gồm hai phần tử là trừ 3 và 3. Rồi ok. Vậy là mình cũng đã xong cái bài 2 ha. Cái bài 2 giải phương trình của cái đề đoạn thi điểm ha. Tiếp theo mình đến với bài số 3. Bài số 3 thì là một cái bài liên quan đến đồ thị của hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số bậc nhất. Rồi, cái bài số 3 đó nói như sau ha. Nó sẽ có hai cái hàm số thứ nhất có đồ thị là D1. Đồ thị là D1 có dạng y bằng 2x trừ 3. Cái hàm số thứ hai có đồ thị là D2 có dạng y bằng trừ 1 phần 2x cộng 2. Bây giờ ở ý đầu tiên đề yêu cầu mình vẽ đồ thị của hai hàm số này chính là vẽ hai cái đường thẳng D1, D2 ha. Đây là hàm số bậc nhất thì đồ thị là đường thẳng ha. Vẽ hai cái đường thẳng D1, D2 lên cùng một mặt phẳng tọa độ. Rồi vậy để vẽ một cái đường thẳng là đồ thị của một hàm số bậc nhất á, đầu tiên mình phải lập bảng giá trị, lập bảng giá trị ha. Bây giờ đối với cái hàm y bằng 2x trừ 3 ha, thì thầy sẽ có cái bảng giá trị như sau. X, y. Mình sẽ cho hai giá trị x ha. Rồi mình tìm được hai giá trị y tương ứng.
Ở đây thầy sẽ cho x bằng 0, y sẽ bằng trừ 3. X bằng 1 thì y sẽ bằng trừ 1. Rồi đối với cái hàm mà y bằng trừ 1 phần 2 x cộng 2 thì cũng tương tự, mình lập bảng giá trị ha. X y. Rồi thầy sẽ cho x bằng 0 thì thầy được y bằng 2. Ở đây mình thấy có phân số trừ 1 phần 2 thì mình sẽ chọn x là những con số chia hết cho 2 để nó ra được một kết quả nguyên ha. Vậy chọn x bằng 2. Nếu chữ bằng 2 thì khi đó y sẽ là 1. Rồi tới đây mình sẽ vẽ lên cùng một mặt phẳng tọa độ ha. Cùng một mặt phẳng tọa độ. Rồi, bây giờ mình vẽ cái đường D1 trước. Rồi sau đó tới đường D2 ha. Đường D1 sẽ có được xác định bởi hai điểm. Một điểm có tọa độ là 0-3 ha. 0-3 chính là điểm này. Rồi mình có thể kẻ những cái vạch chia ha. Những cái vạch chia lên. Rồi cái điểm thứ hai có tọa độ là 1-1, 1-1, vậy đây chính là cái điểm này. Rồi mình sẽ vẽ cái đường thẳng đi qua hai điểm. Rồi đây chính là cái hàm số, đồ thị của cái hàm số y bằng 2x-3 ha. Rồi tiếp theo tới cái hàm y bằng trừ 1 phần 2 cộng 2. À, đây là đường D1. Rồi. Cái hàm số 2 cái có cái đồ thị D2 chính là y bằng trừ 1 phần 2 x cộng 2. Xác định bởi hai điểm, điểm thứ nhất là 0, có tọa độ là 0,2. Đó chính là điểm này. Điểm thứ hai có tọa độ là 2,1 chính là điểm này. Rồi thì mình cũng vẽ cái đường thẳng đi qua hai điểm này luôn. Rồi. Thì đây chính là đường thẳng D2 ha. Y bằng trừ 1 phần 2 x cộng 2. Rồi. Bây giờ mình chưa làm ý B, nhưng mà ý B sẽ là tìm tọa độ giao điểm. Thì ngay tại A lúc này đây ha. Mình nhìn vào đồ thị mình có thể thấy giao điểm của hai đường thẳng này chính là cái điểm này. Cái điểm này nè. Cái điểm này có tọa độ là 2,1. Vậy thì một hồi mình tìm giao điểm của D1, D2 bằng phép tính. Thì mình có thể đối chiếu lại với cái đồ thị. Ha. Rồi. Bây giờ ý B. Ý B của mình là tìm giao điểm của D1, D2 bằng phép tính. D1, D2 bằng phép tính. Thì mình sẽ viết cái phương trình hoành độ giao điểm ra ha. Phương trình hoành độ giao điểm. Của D1 và D2. Thì phương trình nó có dạng như sau. 2x-3 bằng trừ 1 phần 2 x cộng 2. Thì đây là một phương trình bậc nhất ẩn x thôi. Thì mình sẽ giải bình thường ha. Thì mình sẽ thu được x sẽ bằng 2. Thu được x bằng 2 ha. Rồi khi này mình đã có hoành độ của cái giao điểm rồi ha. Hoành độ của cái giao điểm rồi. Vậy để tìm tung độ của giao điểm thì mình sẽ đem cái hoành độ mình thay vào một trong hai cái hàm số, hai cái đường thẳng của mình ha. Thay vào D1 hoặc D2 tùy các em ha. Thì đây thầy chọn thay vào D1. À, hồi nãy đề có nói giao điểm là A ha. Vậy đây chính là XA. Giao điểm là A. Rồi thay vào D1. À, thay vào D1 thì ta sẽ có y của A chính là 1 luôn. Rồi vậy mình ghi là vậy tọa độ giao điểm A của D1 và D2 là 2,1.
Ok. Rồi thì rõ ràng ha, đối chiếu so với đồ thị ha. Giao điểm có tọa độ là 21. Rồi, vậy mình xong cái bài 3 ha, liên quan tới đồ thị hàm số bậc nhất. Tiếp theo là bài 4. Bài 4 là một bài toán thực tế ha. Bài toán thực tế. Rồi, đề bài 4 này. Một cửa hàng thực hiện giảm giá 20% cho lô hàng gồm 50 đôi giày. Giá niêm yết 1 đô là 1 triệu 6. Đến ngày hôm sau, cửa hàng bán được 30 đôi, khi đó cửa hàng quyết định giảm giá thêm 10% nữa so với giá đang bán. Vì rõ ràng ha. Câu A tính số tiền cửa hàng thu được khi bán hết lô giày này. Vậy thì cửa hàng có hai đợt giảm giá. Cửa hàng có hai đợt giảm giá. 30 đôi đầu tiên. $30 đầu tiên thì cửa hàng giảm 20%. Mà giá niêm yết là 1 triệu 6. Vậy rõ ràng là $30 đầu tiên cửa hàng sẽ bán với giá 80% của 1 triệu 6. Được chưa? Tại vì ba cửa hàng giảm 20% so với giá niêm yết. Giá niêm yết là 1 triệu 6, vậy giảm 20% chính là 80, cái giá bán của $30 đầu tiên chỉ là 80% của 1 triệu 6 thôi. Rồi 20 đôi còn lại. Thì do cửa hàng thấy là còn có 20 đôi thôi nên thanh lý mình giảm giá tiếp, mình thanh lý mình bán cho hết nhanh ha. Thì cửa hàng giảm thêm 10% so với giá đang bán. Giá đang bán chính là cái giá này. Rồi giảm thêm 10% nữa có nghĩa cái giá bán của 20 đôi này sẽ bằng 90% so với cái giá phí của 30 đôi kia. Đúng không? Tại cửa hàng giảm 10% so với giá đang bán mà. Rồi. Rồi ok. Rồi thì từ đó mình sẽ dễ dàng mình tính được số tiền cửa hàng thu được khi bán hết cái lô này thôi. Rồi, vậy mình có thể giải như sau ha. Đây là mình nháp ha. Nháp ha. Rồi, số tiền của một đôi giày. Giá bán một đôi giày đối với 30 đôi đầu tiên ha. Rồi vậy 30 đôi này sẽ bán với giá là 80% của giá niêm yết. Tại mình đã giảm 20% rồi. Thì nó sẽ bằng một triệu 280.000 đồng. Rồi giá bán một đôi giày đối với 20 đôi còn lại. Thì 20 đôi này cửa hàng giảm tiếp 10% so với giá đang bán trước đó đối với 30 đôi kia. Thì cái giá bán của 20 đôi còn lại chính là một đôi sẽ có giá là 90% của 1.280.000 thì sẽ bằng 1.152.000 đồng. Rồi vậy số tiền khi bán hết lô giày này là gì? Tổng số tiền thu được khi bán hết lô giày $30 đầu tiên sẽ có giá là 1.280.000.
20 đô còn lại sẽ có giá là 1.152.000. Thì tổng số tiền thu được là 61.440.000 đồng. Rồi đây là ý A ha. Ý A. Rồi ý B. Ý B thì giá vốn một đôi giày có giá vốn là 1.100.000. Cửa hàng lời hay lỗ? Rồi vậy mình phải tính số tiền vốn ha. Số tiền vốn cửa hàng đã bỏ ra. Thì cửa hàng đã nhập một cái lô giày 50 đôi mà một đôi có giá vốn là 1.100.000. Thì tổng số tiền vốn chính là 50 nhân cho 1.100.000. Sẽ là 55.000.000. Đồng. Rồi. Thì hỏi cửa hàng lời hay lỗ? Thì rõ ràng là lời ha, tại tổng số tiền sau khi thu bán hết cái lô vàng thu được là 61.440.000, nó lớn hơn số tiền vốn rồi. À, vậy cửa hàng đã lời, mình lấy tiền bán được này, mình trừ tiền vốn, mình ra tiền lời ha. Tại vì tiền bán được lúc này là nó lớn hơn tiền vốn. 61.440.000 trừ cho 55.000.000 thì đã lời bao nhiêu? Đã lời 6.440.000 đồng. Rồi. Đó là cái bài này ha, cái bài này cũng không có gì khó lắm. Chỉ là liên quan tới kinh doanh, buôn bán kinh doanh thôi, lời lỗ thôi ha. Thì nguyên tắc là muốn tính được lời hay lỗ thì mình phải tính được tổng doanh thu. Tổng doanh thu có nghĩa mình bán hết tất cả sản phẩm mình thu được bao nhiêu tiền. Rồi, và mình phải biết được tiền vốn mình bỏ ra cho số lượng sản phẩm đó là bao nhiêu. Thì nếu mà tổng doanh thu mà nó bằng tiền vốn thì có nghĩa mình hồi vốn. Tổng doanh thu mà nó lớn tiền vốn là mình lời. Và cái tiền lời chính là cái chênh lệch giữa tổng doanh thu và tiền vốn. Còn nếu tổng doanh thu mà nó bé hơn tiền vốn thì sao? Là mình lỗ. Rồi. Tiếp tục ha. Tiếp tục đến với câu số 5. Câu số 5 của cái đề này. Thì cái câu số 5 của đề này cũng là một bài toán thực tiễn, nhưng mà nó sẽ liên quan tới tới hình học, tới hệ thức lượng trong tam giác vuông ha. Rồi. Bây giờ cái bài này đề yêu cầu là mình tính chiều cao cái cây, thì chiều cao của cái cây bây giờ ở đây là điểm gì? Thầy chưa biết thì thầy đặt ở đây là điểm điểm A đi ha. Đây là điểm A đi. Rồi. Thì chiều cao cái cây là h của cây ha. Chính là AC. Rồi. Và ở đây mình thấy AC nó chính là BA. À, AB. AB cộng với BC. Và mình thấy là AB á thì nó bằng với DE, là do cái tứ giác AEDB này là hình chữ nhật ha. Tứ giác AEDB này là hình chữ nhật. Rồi tại vì cái cây cắm vuông góc xuống đất nè, một góc vuông ở đây, một góc vuông nó hai góc vuông, ở đây một góc vuông nó ba góc vuông, tứ giác có ba góc vuông chính là hình chữ nhật. Rồi. Thì mình chỉ cần tính, muốn tính chiều cao cây mình tính BC là xong. Mình tính BC là xong ha. Tính BC là xong. Rồi, vậy bây giờ nè. Bây giờ một cái vấn đề đặt ra là nếu mà mình nghĩ tới hệ thức lượng với vuông, liệu cái góc ở đây có vuông hay không? Liệu cái góc ở đây có vuông hay không?
Liệu cái góc ở đây có vuông hay không? Rồi. Thì nếu mà ở đây cái góc ở đây vuông á, thì mình tính BC rất là dễ dàng. Thì mình chỉ cần xé cái tam giác ADC vuông tại D đường cao DB thì mình sẽ có một cái hệ thức lượng ha, chính là DB bình nó bằng BA nhân BC, và DB bình DB thì nó sẽ bằng với AE. DB nó sẽ bằng với AE ha. Tại vì hình chữ nhật. Rồi vậy tương đương là gì? AE bình nó sẽ bằng BA nhân BC. Rồi lúc này AE thì mình có số rồi. AE là 2,5 bình. BA chính là nãy mình phân tích ha, BA là AB nó bằng DE là nó bằng 1,5. Nhân BC vậy mình tương đương BC sẽ bằng 2,5 bình chia 1,5 chính là 21/6. 21/6 đơn vị là mét. Rồi lúc này cái chiều cao của cái cây là AC. Nó sẽ là AB cộng cho BC và nó sẽ bằng 1,5 cộng cho 21/6 nó sẽ bằng 25/6. Thầy nhầm. 25/6. Rồi. 17/3. Và đề yêu cầu là mình làm tròn tới chữ số là phân thứ nhất, vậy là nó xấp xỉ 5,7 mét. Xấp xỉ 5,7 mét. Ok. Đó là bài số 5 ha. Rồi, tiếp theo là bài số 6. Tiếp theo là bài số 6. Bài số 6 chính là bài hình. Bài hình. Rồi. Ok. Rồi cho tam giác ABC nhọn AB bé hơn AC, vẽ đường tròn tam mô đường kính BC, đường tròn cắt ABC lần lượt tại F và E, BE cắt CF tại H. Câu A chứng minh AH vuông góc BC tại D. Thì đọc hết ý A thì mình sẽ vẽ được cái hình như sau. Rồi. Mình sẽ vẽ được cái hình như sau ha. Rồi thì cái ý A nó yêu cầu là mình sẽ chứng minh là AH vuông góc BC tại D. Thì cái ý này khá đơn giản ha. Ý này khá đơn giản. Tại vì khi mà mình vẽ đường tròn đường kính BC thì khi đó cái tam giác BFC và cái tam giác BEC nó sẽ vuông tại F và E. À. Chưa. Lý do vuông tại F và E là tam giác có một cạnh là đường kính thì nó sẽ là tam giác vuông ha. Rồi. Mà khi mà nó vuông tại F và E như thế này á thì vô tình CF và BE chính là đường cao. Mà hai đường cao cắt nhau tại H thì khi đó H sẽ là trực tâm. Mà H là trực tâm thì AH hiển nhiên sẽ là đường cao còn lại trong tam giác ABC. Rồi, ok. Ở khi đó dễ dàng mình chứng minh được AH vuông góc BC tại D thôi. Rồi bắt đầu mình chứng minh ha. Bây giờ mình xét tam giác, đầu tiên mình xét tam giác BFC và tam giác BAC có ha, hai tam giác này có chung một cái đặc điểm chính là BC là đường kính. Rồi mình suy ra
mình suy ra được là hai cái tam giác này là sao? Là cái tam giác BFC là nó sẽ vuông tại F. À, đường kính của đường tròn tam ô ha. Rồi, vuông tại F. Còn cái tam giác mà BEC thì sẽ vuông tại E. Rồi, từ đây mình sẽ suy ra được cái gì? Mình sẽ suy ra được là CF vuông góc AB. Còn BE thì sẽ vuông góc AC. Mà đề đã cho là CF cắt BE tại H. À, khi đó H chính là trực tâm của tam giác ABC. Rồi lúc này mình chỉ cần gọi giao điểm của AH và BC là điểm D ha. Thì khi đó AH sẽ vuông góc BC tại đây. Rồi tại vì H là trực tâm rồi cho nên AH sẽ là đường cao. AH sẽ là đường cao mà AH cắt BC tại D thì hiển nhiên là AH sẽ vuông góc BC tại D. Rồi. Đó là ý A ha. Đó là ý A. Rồi đến với ý B. Ý B thì là đề yêu cầu chứng minh. Ý B thì mình sẽ vẽ cái hình như thế này. Rồi. Không vẽ thêm nhưng mà mình sẽ nói các điểm lại. Tại đề ý B là đề yêu cầu chứng minh là tam giác AEB đồng dạng tam giác AFC là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tam giác AEF đồng dạng tam giác ABC là cái thứ hai. Và cái cuối cùng là gì? Chính là góc OEF bằng góc BAC. Rồi thì mình sẽ chứng minh từng ý ha. Ý số 1, ý số 2, ý số 3. Bây giờ chứng minh ý số 1 trước. Chứng minh ý số 1 trước là tam giác AEB đồng dạng tam giác AFC thì ý này là ý dễ nhất. Bởi vì hai tam giác này là hai tam giác vuông. AEB đây, AFC đây. Hai tam giác vuông mà có góc chung là A nữa thì nó sẽ đồng dạng trường hợp góc ha. Rồi mình chỉ cần xét tam giác AEB và tam giác AFC có góc A chung. Góc E bằng góc F bằng 90 độ. Khi đó mình suy ra tam giác AEB đồng dạng tam giác AFC trường hợp là góc góc. Rồi. Cái ý số 1 này nè, ý số 1 này nè. Mình chứng minh để mình làm gì? Mình làm tiền đề cho cái ý chứng minh đồng dạng số 2. Đây cái ý chứng minh đồng dạng số 2 là mình sẽ chứng minh tam giác AEF đồng dạng với tam giác ABC. Thì hai cái tam giác này nè, nó chỉ có một góc chung là A thôi. Rồi. Còn lại thì nếu mà mình suy nghĩ tới hướng là mình chứng minh góc góc, có nghĩa là mình sẽ chứng minh góc E của tam giác AEF bằng với góc B trong tam giác ABC. Hoặc là góc F trong tam giác AEF bằng với góc C trong tam giác ABC. Thì cái hướng đi này có vẻ rất là khó khăn. Cho nên mình nghĩ tới là gì? Mình sẽ chứng minh cạnh góc cạnh. Cạnh góc cạnh là sao? Mình sẽ cần một cái tỷ lệ cạnh là AE chia AB bằng AF chia AC. Mình cần cái này. Cần. Mà cái tỷ lệ này nó sẽ tương đương với cái tỷ lệ là AE chia AF bằng AB chia AC. Mà cái tỷ lệ này chính là cái tỷ số đồng dạng của hai tam giác này. Rồi, vậy thì từ đó mình sẽ dễ dàng mình chứng minh được cái tam giác AF đồng dạng với tam giác ABC theo hướng cạnh góc cạnh ha. Trường hợp cạnh góc cạnh. Rồi. Vậy ở đây mình cần suy ra cái gì? Ở đây mình còn suy ra một dòng nữa.
là cái tỷ số đồng dạng của hai tam giác này là AE chia AF bằng AB chia AC, tỷ số đồng dạng. Rồi mình suy ra một cái tỷ số khác ha, tỷ số khác chính là cái tỷ số mà mình cần để mình chứng minh cái cặp tam giác số 2 này nè đồng dạng, chính là AE chia AB bằng AF chia AC ha. Từ đây xuống đây là tính chất của tỷ lệ thức ha. Tính chất của tỷ lệ thức thôi, tỷ lệ thức hồi là kiến thức hồi lớp 7 mình học rồi. Ở lúc này mình tự tin mình đi xét thôi, mình xét cặp tam giác, cái nào xét tam giác AEF và tam giác ABC có góc A chung ha, góc A chung, tỷ lệ cạnh vừa chứng minh được AE chia AB bằng AF chia AC chứng minh trên, thì từ đó mình suy ra được là tam giác AEF sẽ đồng dạng với tam giác ABC trường hợp là cạnh góc cạnh, cạnh góc cạnh. Rồi giờ xong ý 2, ý số 3, ý số 3 là chứng minh góc OEF bằng góc BAC. Rồi ý số 3, ý số 3 tương đối là cũng là không có dễ ha. Rồi bây giờ mình nhìn vô hình, về cái hình số này chút ha. Rồi bây giờ mình để ý nè, cái góc OEF của mình là góc này, nó cộng với góc AEF là góc này, nó cộng với góc OEC là góc này, là nó bằng 180 độ, là ba góc đó cộng lại thành cái góc bẹt. Rồi tiếp theo cái góc BAC của mình, BAC là góc này, nó cộng góc ABC là góc này, và nó cộng góc OCE là góc này bằng 180 độ, là cái này là do tổng ba góc trong tam giác ha. Rồi mà mấy em để ý nè, AF, góc AF với góc ABC này sẽ bằng nhau, góc AF với góc ABC sẽ bằng nhau vì hai cái tam giác AF và ABC đồng dạng với nhau, và hai góc này là hai góc tương ứng. Rồi còn cái góc OEC và góc OCE này nè, hai góc này thì nó bằng nhau, lý do là do cái tam giác EOC cân tại O, EOC cân tại O, điểm O nằm đây, EOC cân tại O, EOC cân tại O rất là dễ, tại vì do OE bằng OC nó cùng bằng bán kính của đường tròn. Rồi vậy thì mình chỉ cần ghi là mà AEF bằng góc ABC, lý do là tam giác AEF là đồng dạng với tam giác ABC chứng minh trên, và cái góc OEC bằng góc OCE, lý do là tam giác EOC cân tại O. Rồi vậy mình suy ra, mình suy ra được là OEF sẽ bằng bằng BAC. Rồi OEF cộng hai thằng kia, BAC cộng hai thằng nọ, mà tụi nó bằng nhau hết, vậy OEF phải bằng BAC thôi. Rồi đó là ý B của bài hình, ý B của bài hình. Tiếp theo ý C của bài hình, ý C của bài hình thì mình sẽ vẽ hình và mình được một cái hình như sau. Rồi ý C bài hình, ý C này đề yêu cầu chứng minh là ODE, góc ODE có hai ý ha, có hai ý là thứ nhất là góc ODE bằng góc BAC, và cái ý số 2 là SQ là tiếp tuyến,
tiếp tiến của đường tròn tâm O. À, đường kính BC. Rồi thì mình chứng minh sao? Đầu tiên là cái ODE bằng cái góc ODE bằng góc BAC. Rồi. Thì thầy sẽ chứng minh như sau. Bây giờ mình để ý chứng minh nè. Mình để ý nè, cái góc ODE của mình nó cộng cái góc ADE thì sẽ bằng 90 độ. Chỗ này góc vuông. Rồi. Cái góc BAC thì nó cộng cái góc ACH cũng bằng 90 độ luôn. Do chỗ này góc vuông. Rồi. Vậy nếu mà mình chứng minh được ADE bằng ACH là xong. Rồi mà ADE bằng ACH thì mình sẽ chứng minh bằng tam giác đồng dạng ha. Tam giác đồng dạng thì mình sẽ đi chứng minh gì? Cần chứng minh tam giác AED đồng dạng tam giác AHC. Rồi. Bây giờ hai tam giác này mình sẽ chứng minh bằng cạnh góc cạnh. Đầu tiên là mình thấy nó có góc A chung rồi. A chung rồi. Thì bây giờ mình sẽ tìm cái tỷ lệ cạnh, có nghĩa mình cần cái tỷ lệ là AE chia AH. AE chia AH bằng AD chia AC. Rồi. AE chia AH bằng AD chia AC. Và cái tỷ lệ mình cần cái này ha. Mình cần cái này. Mà cái tỷ lệ này á, nó sẽ tương đương với cái tỷ lệ AE chia AD bằng AH chia AC. Đó, AE chia AD bằng AH chia AC. Rồi. Thì vô tình cái tỷ lệ này nè, nó là cái tỷ số đồng dạng của hai cái tam giác AEH đồng dạng với cái tam giác ADC. Mà hai cái tam giác này là hai tam giác vuông nè, đây vuông có góc A chung nữa. Thì hai tam giác này trường hợp bằng trường hợp đồng dạng là góc góc. Rồi. Vậy quá dễ ha, mình sẽ chứng minh ngược từ dưới lên. Là đầu tiên mình chứng minh hai tam giác đồng dạng trường hợp góc. Sau đó mình chia tỷ số đồng dạng của nó và mình biến đổi tỷ số đồng dạng của nó thành tỷ số mình cần. Rồi từ đó mình xét hai tam giác này, mình chứng minh nó đồng dạng theo trường hợp cạnh góc cạnh là dựa vào cái tỷ số mà mình vừa có nè, cộng thêm với cái góc A chung. Rồi, thì mình sẽ có được hai tam giác đồng dạng. Hai tam giác đồng dạng thì mình sẽ suy ra được là hai cái góc này bằng nhau ha, do tụi nó là hai góc tương ứng. Rồi mà hai góc này bằng nhau thì sao? Hai góc này bằng nhau thì dẫn tới hai góc này cũng bằng nhau. Rồi ok, đó là cái ý đầu tiên ha, cái ý chứng minh ODE bằng BAC. Tiếp theo cái ý số 2 là chứng minh SQ là tiếp tiến. Rồi. Giờ mình chèn những cái hình vào ha. Chứng minh SQ là tiếp tiến nghĩa là mình phải chứng minh đây vuông. Rồi mình chứng minh như thế nào? Rồi. Hướng chứng minh như sau ha, Ở cái ý thứ nhất, ý chứng minh thứ nhất của ý C này mình đã có ODE.
cái góc ODE là nó bằng góc BAC, là chứng minh trên. Mà cái ý B hồi nãy mình cũng chứng minh được là góc BAC nó bằng gì? OEF cũng chứng minh trên. Rồi vậy khi đó mình sẽ có thể suy ra được là ODE bằng OEF chính là góc này bằng góc này. Rồi vậy khi đó mình có thể suy ra là hai cái tam giác ODE nó sẽ đồng dạng với tam giác OES, bởi vì nó có hai góc D và góc E bằng nhau, mà nó có góc O chung nữa. Ha, có nghĩa là ODE bằng OES, được chưa? Rồi, bằng OES, bằng góc O chung nữa, được chưa? Thì đồng dạng trường hợp là góc góc ha. Rồi hai tam giác đồng dạng mình sẽ suy ra được cái tỷ lệ là OD chia OE bằng OE chia OS. Rồi cái tỷ lệ này mình tiến hành mình nhân chéo lên thì mình sẽ có là OE bình nó sẽ bằng OD nhân OS. Rồi thì bây giờ là cái bước này mới quan trọng nè. Mình thấy nè, OE, OE nó là R, nó là bán kính, thì đồng nghĩa nó cũng bằng với OQ, tại vì OQ cũng là R. Rồi vậy mình có thể suy ra là OQ bình, rồi OQ bình nó sẽ bằng OD nhân OS. Mà OQ bình bằng OD nhân OS có nghĩa là mình sẽ thu được cái tỷ lệ là OQ chia OD bằng OS chia OQ. Để ý ha, OQ chia OD, OQ chia OD bằng OS chia OQ. Rõ ràng đây chính là tỷ số của cái cặp tam giác ODQ và tam giác OQS. Đấy. Rồi mà hai cái tam giác này ODQ đây. Rồi OQS đây. Hai cặp tam giác này có góc O chung nữa. Đúng không? Có góc O chung nữa. Rồi vậy chúng nó đồng dạng với nhau. Mà cái tam giác ODQ là nó là có một cái góc vuông rồi. Đồng nghĩa là khi đồng dạng thì góc Q này cũng phải vuông. À. Rồi. Rồi vậy từ cái tỷ số này kết hợp với cái gì? Cộng với góc O chung ha. Thì mình sẽ suy ra được là tam giác ODQ đồng dạng với tam giác OQS. Và nó hay trường hợp cạnh góc cạnh. Mà khi tụi nó đồng dạng thì mình sẽ suy ra được là góc D trong cái tam giác ODQ nó sẽ bằng với góc Q trong cái tam giác OQS là bằng 90 độ luôn. Do chỗ này là góc vuông, góc D chỗ này góc vuông. Rồi. Thì khi đó góc Q bằng 90 độ có nghĩa là SQ chính là tiếp tuyến ha. Của cái đường tròn tâm O, đường kính BC. Rồi đó là ý C của mình ha. Rồi đó là ý C. Và cái ý C vừa rồi cũng đã kết thúc cái bài giải cái đề đoàn thi điểm trong cái bộ đề ôn thi học kỳ 1 lớp 9 ha. Rồi thầy các cảm ơn các em đã lắng nghe ha.